Chào chị. Chị mua mỹ phẩm ạ. Thế chẳng lẽ tôi vào đây ăn bún? Cô là nhân viên bán hàng ở đây ạ? Em không phải là nhân viên bán hàng bình thường. Em là nhân viên bán hàng đỉnh nhất ở đây ạ. Nhân viên bán hàng đỉnh nhất á? Chắc chắn là cô rất là khéo nói. Định nói tôi một chút đi. Có thể hôm nay tôi sẽ mua cả kho hàng của cô đấy. Học sinh trung học bây giờ toàn đang nói như thế này ạ? Tôi là người mà trẻ như thế. Học sinh trung học á? Chị đừng mở đôi mắt to tròn đáng yêu như thế của chị để nhìn tôi như thế nữa. Tôi sẽ không bao giờ bán hàng cho chị đâu. Mắt chị to lắm ạ? Chị ngập cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của chị lại. Mặc dù mỹ phẩm ở đây sản xuất ra để dành riêng cho làn da của chị đấy, nhưng mà em không thể nào cho chị dùng được. Bởi vì nếu không chị sẽ làm nát mắt mấy cái anh ngoài kia mất. Này, chị thấy là mỹ phẩm đây rất là hợp với chị đấy. Này này, cái chị hot girl kia, chị đứng xê xê ra đi. Mỗi lần chị đứng gần em nên là em lại cảm thấy bị lép vế đấy. Bởi vì em không thể nào chị khuất phục trước một người đầy tài năng và xinh đẹp như chị được. Này, quay thế đi. Lần sau chị đừng đến mua hàng nữa nhé. Vì mỗi lần chị đến là em lại cảm thấy mọi thứ xung quanh đều cú mờ trước nhan sắc xinh đẹp của chị ấy. Chị có tin là em có thể khen chị thêm 10 phút nữa không? Này, kho hàng của em ở đâu? Để làm gì ạ? Dắt chị đến kho hàng của em. Chị sẽ mua hết luôn. Cần thiết nhá, chị mua cả em luôn.